Dưới cái nắng oi ả của mùa khô Tây Nguyên, người nông dân phải đứng và đu mình hàng giờ trên chiếc thang cao để hái vàng đen. Nhìn đơn giản nhưng tai nạn lao động luôn rình rập và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hồ tiêu một thời được gọi là vàng đen vì giá trị của nó rất cao. Ở vùng quê của tỉnh Đắk Lắk, những vườn hồ tiêu đang vào mùa, người người ra sức thu hoạch những chùm tiêu đỏ rực. Công việc hái tiêu buộc phải trèo lên thang ở độ cao từ 2 đến 10 mét. Người hái phải đứng hoặc đu trên thang nhiều giờ liền. Ở nhiều vị trí đồi dốc rất khó tìm được chỗ an toàn để bắt thang. Nên nếu lơ là hoặc bất cẩn thì có thể rơi xuống đất lúc nào chẳng biết. Trải qua 60 mùa rẫy, ông Nguyễn Đình Đức ở thôn 16, xã E Tiêu, huyện Cư Quynh vẫn giữ được sự dẻo dai, chắc khỏe của một nông dân tri điền. Ông cho biết thu hoạch tiêu vào mùa gió thẳm trên vùng đất Tây Nguyên nên trèo cao khá nguy hiểm. Ông không ít lần bị ngã khi hái tiêu, cũng may chỉ bị xây sức nhẹ. Kém may mắn hơn ông Đức, chị Lê Thị Ngọc, 42 tuổi, ở thôn 8, xã E Ninh, huyện Cư Quynh, đã mất khả năng lao động từ 10 năm nay sau một lần bị té ngã. Theo khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi mùa hồ tiêu, bệnh viện đều tiếp nhận và điều trị cho hàng chục ca tai nạn. Những thương tích thường xảy ra sau khi bị té ngã là gãy tay, gãy chân, thậm chí gãy cổ, gãy cột sống. Nếu không được can thiệp kịp thời, thì bệnh nhân sẽ bị liệt tứ chi, để lại những thương tích rất nặng nề và có thể tử vong thời gian ngắn sau đó. Vì nguy hiểm luôn rình rập, nên người lao động không mặn mà với công việc hái tiêu, dù tiền công đã tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng trên một ngày. Phần lớn người hái thuê chỉ tìm đến những vườn có trụ tiêu thấp, khoảng 3-4 mét để đảm bảo an toàn. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đi hái tiêu thuê, chị Lệ Hờ Mốc, 34 tuổi, xã E Bờ Hóc, huyện Cư Quynh cho hay, trước khi hái tiêu, còn quan sát kỹ hướng gió để đặt thang cho đúng vị trí cân bằng. Khi hái, mỗi trụ tiêu phải chịu khó xoay thang nhiều lần để tránh hái với gây mất thăng bằng. Khi có gió to, phải dùng dây thừng buộc thang vào trụ tiêu, đặc biệt là phải kiểm tra từng mối hàng trên thang để hạn chế những tai nạn không đáng có.